ơi, vô mua mắm có bác gì ơi. Mắm Linh, mắm sặc, mắm Thái, mắm lóc. Kính thưa các loại mắm, muốn ăn loại nào? Nhớ đến An Giang nhé. An Giang, thiên đường của các loại mắm. Và có một món ăn rất nổi tiếng được chế biến từ mắm. Đó chính là bún mắm An Giang. Nghe thấy là kích thích rồi đó. Lúc làng này chỉ nấu từ mắm sặc, mắm cá linh. Ăn bún mắm chủ yếu là cá lóc đồng nè, tôm, mực ống, heo quay, da giòn, đặc biệt là rau. Cái này người ta gọi là cái gì ta? Bắc đẹp Bắc đẹp đấy. Là gì biết không? Bồng súng. Chắc chắn không phải là sen rồi đúng không anh? Chắc chắn là không phải là sen rồi em à. Bông điên điển. Bông điên điển. Bông điên điển á. Trời ơi. Cái này á, người ta gọi là kèo neo. Rồi. Bún mắm nóng hổi nha, bún mắm miền Tây nha. Mực ống mini nè. Chả cá. Trời ơi. Miếng heo quay. Nhìn thấy giòn rụm rồi. Chấm mắm me nè. Biết mắm me làm từ cái gì không? Từ me, mắm. Trời ơi, thông minh dễ sợ luôn. Mắm me được làm từ me và mắm. Cô chồng có tay cho cô ấy. Hả, một cắp vừa bún vừa rau nhiều vô. Bún rất là đậm đà, thấm đượm nước lèo bên ngoài. Ăn chung với các loại rau như là bông túng, kèo nèo. Những loại rau này hút nước vào bên trong, khiến cho rau rất là đậm đà. Đây là kèo nèo. Ngoài ra mình có đi ăn chả cá nữa. Cả mực nữa này. Mình cũng đi ăn cả tôm nữa. Ăn hết đi em. Nói giỡn cho lại miếng mực nha. Của em. Chị ơi, cho em tô mới chị ơi. Cái mùi mắm cá phải nói là ngon chua chát, càng ăn càng ghiền. Bún mắm An Giang ngon quên lối về. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Hủ tiếu nào?